Vào những ngày giáp Tết này, tại nhiều công viên, bến sông, khu vực chuyên bán hoa kiểng mùa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp tấp nập. Nhiều loại hoa kiểng Tết đặc trưng ở khắp mọi miền trên cả nước đã được vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng phục vụ cao điểm nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Ghi nhận tại công viên 23 tháng 9 quận 1, hoa kiểng Tết từ các tỉnh đã và đang đưa về đây bày bán. Đây là chị Huỳnh Thanh Hảo, trong số người bán hoa Tết đã có mặt từ ngày 22 tháng Chạp tại công viên 23 tháng 9. Chị Hảo mang tới đây bán đầy đủ các loại hoa Tết trồng tại làng hoa Chợ Lách Bến Tre và làng hoa Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay thì chị lên đủ loại bông hết á. Mâm xôi có, thì mộng gà, cát tường, rồi dạng thọ, nói chung là chị đi đủ thứ bông hết á. Mâm xôi 1.000 mấy, rồi mồng gà thì 1.500, dạng thọ chị đi 800, rồi cúc Hà Lan thì chị đi 1.000, mấy cái kia thì chị đi chừng 500-600 mà. Mâm xôi thì năm nào chị cũng bán nhiều hơn mấy loại kia. Chị mới lên năm nay luôn, 22 tháng Chạp, chị mới vừa lên luôn á. Năm nay nói chung là giá nó cũng hơi cao hơn năm rồi một chút. Tại vì hàng nó hư nhiều lắm em. Hàng năm nay nói chung là bị thời tiết á. Chứ mỗi năm là mấy cái này nó nhiều lắm. Mỗi năm chị bán cái này là tầm 2.000 mấy lần á. Mà năm nay chị đi có 1.000, 2.000, 3.000. Năm nay thì giá cũng tùy theo thị trường. Nói chung là hôm nay thì chị bán 400 cặp. Cũng tại công viên 23 tháng 9, mặt hàng hoa đào từ miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh đã tập kết dần chật kín nơi đây. Anh Nguyễn Ngọc Hoàng đã mang hơn 1.000 chậu cây đào rừng ghép gốc ở tỉnh Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng Chạp để sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm cao điểm Tết của người dân thành phố. Đây là cây đào ghép gốc rừng của Thái Bình vào đây để phục vụ bà con chơi Tết của thành phố. Số lượng năm nay của chúng tôi được khoảng tầm trên 1.000 cây, tùy theo mức độ giá có thể từ 2 triệu đến 20 triệu tùy theo mức độ cây to như nào và đẹp như nào. Phục vụ bà con có thể là nhiều thành phần, từ mức độ thu nhập thấp đến những người có thể chơi được vào những công trình lớn như kiểu khách sạn, nhà hàng. Còn tại bến Bình Đông, quận 8, một số ghe chở hoa kiểng Tết từ các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu cập bến và số còn lại cũng đang trên đường tới nơi trong những ngày tới. Như ghe của anh Đào Văn Ninh chuyên về mặt hàng cây tắc hay còn có tên gọi khác là cây quất, cây hạnh, mang từ Chợ Lách Bến Tre cũng đã cập bến Bình Đông vào ngày 22 tháng Chạp để bắt đầu phục vụ thị trường mua sắm của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Anh Ninh cho biết mỗi chậu tắc có giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng. Anh hy vọng mức giá này tương đối để người dân có thể mua chừng Tết được. Chở 350 chậu hạnh lên để mình đáp ứng cho cái người dân ở đây dân Tết, mấy ngày Tết vậy. Trung bình nó khoảng chừng 1 mét tới 2 mét rưỡi là chiều cao, còn như giá cả thì nói chung nó dao động từ khoảng 900 tới 2 triệu là một chậu. Khoảng từ nay là 22 tới trưa 29 là như là bán xong.